mà cảm xúc đi lên thì chúng ta quên đi những cái chi tiết, quên đi những cái việc đầu tư như thế nào để chúng ta lợi nhuận bao nhiêu. Ồ, hôm nay chỗ này nó đầu tư nó lên giá lắm, ở bên kia nó đầu tư nó tăng giá lắm, vậy là chúng ta theo những cái phong trào như vậy. Hello, xin chào tất cả các anh chị. Và như anh chị biết, một vài hôm nay đấy Đình học nên là Đình không đủ thời gian để chia sẻ cho các anh chị. Nhưng hôm nay Đình sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái tư duy đầu tư bất cứ bất động sản ở một cái thị trường nào hoặc thời điểm nào đều an toàn và thắng anh chị. Cái tư duy này rất là quan trọng vì thông thường tất cả mọi người trong đầu tư bất động sản thường đầu tiên là họ muốn chiến thắng trong cái thị trường đó và muốn lấy tiền tại cái thị trường đó, nhưng mà lại không kiểm tra những cái vấn đề sau đây. Mà khi đã bỏ qua những cái vấn đề này thì thường đầu tư nó sẽ mất tiền. Cái điều đầu tiên mà Đình muốn chia sẻ đó là chúng ta phải xem lại cái đầu tư công tại cái tỉnh đấy nó nếu như thế nào anh chị ạ. Thường chúng ta cứ đầu tư, ai bảo là bất động sản nó lên, ai bảo là bất động sản nó tăng, ai bảo là bất động sản nó thẳng thì lao vào nhưng không xem cái đầu tư công. Những cái việc quan trọng nhất trong đầu tư bất động sản hoặc đầu tư bất cứ mọi cái lĩnh vực khác đều liên quan đến đầu tư công. Đầu tư công là mình phải xem lại được trong cái năm 2022 hoặc là những năm khác, cái công ở trung ương vốn rót về tại cái tỉnh đấy nó như thế nào anh chị. Trong cái đầu tư công thì thường nó sẽ chia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, như là vào sản xuất, như là vào khu công nghiệp và như là vào hạ tầng. Mà mình xem được cái đầu tư công đấy ưu tiên về hạ tầng của tỉnh nào nhiều nhất thì bất động sản nó sẽ phát triển tương xứng với cái đầu tư công đó. Hẳn anh chị đàn con biết những cái bất động sản nếu mà muốn phát triển được thì phải đi liền với hạ tầng, đi liền vào chính sách và đi liền vào tỉnh đấy có những cái ưu tiên gì để tạo điều kiện cho chúng ta để phát triển tại một cái bất động sản đó. Khi chúng ta xác định được cái đầu tư công thì anh chị phải để ý được cái vấn đề này anh chị này. Trong cái đầu tư công nó còn liên quan đến nhiều ngành nghề, chúng ta phải xem được cái đầu tư công ở đấy là đứng thứ mấy trong cả nước. Và cái thứ hai là cái vốn đầu tư công đấy được chia vào bao nhiêu giai đoạn. Không phải là chúng ta nhìn được là cái tổng thể, nhưng trong cái tổng thể đấy thì nó sẽ chia vào năm 2022, năm 23, năm 24, nó chia vào những cái giai đoạn và trong những cái giai đoạn đó thì sẽ ưu tiên những cái vấn đề gì? Ưu tiên về sản xuất hay là ưu tiên về hạ tầng? Nếu đầu tư đấy mà ưu tiên về hạ tầng thì chúng ta phải xem được là quy mô hạ tầng đó, số vốn đó như thế nào khi chúng ta đầu tư anh chị. Nếu anh chị thấy hay thì anh chị chia sẻ giúp Đình cái livestream này. Thật sự là rất là nhiều bạn bè đang ăn cơm trong đấy, nhưng Đình phải tranh thủ đứng ra ngoài này để chia sẻ cho anh chị hơi ồn một tí. Nhưng bởi vì hai ngày qua Đình không chia sẻ được những cái nội dung gì để anh chị nhận được cái giá trị nhiều, nên Đình tranh thủ Đình phải chia sẻ lại. Quay lại cái câu chuyện là đầu tư công, khi chúng ta xem xét được cái việc đầu tư công để nhận được cái gì, có ưu tiên về bất động sản hay không, và cái chính quyền tại khu vực đấy có thật sự quan tâm đến cái khu vực, cái quy mô của cái dự án đấy hay không anh chị ạ. Nếu chúng ta không quy mô thì anh chúng ta phải đặt câu hỏi là cái dự án đấy nó liên quan đến cái gì trong cái đầu tư công đấy. Vì khi được đầu tư công thì hạ tầng sẽ phát triển, và khi hạ tầng phát triển thì cái vốn FDI ở nước ngoài sẽ rót vào, và khi vốn nước FDI ở nước ngoài rót vào thì tất cả các khu công nghiệp sản xuất sẽ được nâng cao và sẽ phát triển. Lúc đấy sẽ kéo cái người tại khu vực ở nhiều địa phương khác về, đúng không anh chị? Mà khi kéo nhiều địa phương ở tại nhiều khu vực khác về thì có phải là cái bất động sản của chúng ta sẽ được hưởng lợi đúng không nhỉ? Vì vậy khi chúng ta xác định được những cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ đầu tư rất là an toàn. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng ngoài cái việc đầu tư công thì phải xác định được là thời điểm nào thì sẽ sóng cái hạ tầng đấy. Cái thứ hai là chúng ta phải biết được rằng cái khu vực đấy nó có thật sự là tỉnh sẽ để ý hoặc khu vực địa phương của anh chị được ưu tiên để làm đó không, đúng không? Nếu không được ưu tiên mà chúng ta nhìn trên giấy, nhìn trên thực tại nhưng mà chưa làm thì chúng ta vào tiền nó vẫn mất tiền như thường anh chị ạ. Nên cái việc chúng ta phải
xem theo dõi và xác định cho mình một cái đầu tư thật thông minh. Vì khi chúng ta đầu tư anh chị ạ, thường chúng ta đi theo cảm xúc, mà cảm xúc đi lên thì chúng ta quên đi những cái chi tiết, quên đi những cái việc đầu tư như thế nào để chúng ta lợi nhuận bao nhiêu, mà chúng ta hãy cứ quen rằng là ồ hôm nay chỗ này nó đầu tư nó lên giá lắm, ở bên kia nó đầu tư nó tăng giá lắm, vậy là chúng ta theo những cái phong trào như vậy thật sự nó mất tiền rất là kinh khủng anh chị ạ. Đặc biệt là với thời điểm này anh chị này, thời điểm này nếu chúng ta không có cái đầu lành, nếu chúng ta không xác định được thị trường nào nên đầu tư, nếu chúng ta không thật sự có những cái đứng ngoài thị trường thì chúng ta sẽ mất tiền như chơi. Nên chúng ta phải nhớ rằng cái việc chúng ta tìm cho mình những cái thị trường mà có đầu tư công, cái thứ hai là phải có được chính sách của địa phương đấy thực sự ưu tiên, cái thứ ba là chúng ta phải mua rẻ hơn giá thị trường anh chị ạ. Chính những cái thời điểm này lại là cơ hội cho anh chị. Nhiều người đang sợ, nhiều người đang đứng ngoài thị trường, thì chúng ta hãy tìm cho mình những cái bất động sản phù hợp với đồng tiền của mình, phù hợp với cái cách thức đầu tư của mình và phù hợp với cái thế mạnh của mình để mình đầu tư anh chị ạ. Thì những nhà khi đầu tư bất động sản thì đợt này rất là nhiều người sợ, và chính những cái nhiêu đó thì nhiều người đã nợ ngân hàng và bắt đầu sợ và bắt đầu có hiện tượng có vấn đề, thì họ lại là chính những lúc đây mình đàm phán để mình mua những cái bất động sản rẻ nó rất là dễ dàng. Đó là một trong những cái mèo thương định mua bất là như thế. Nhưng mà chúng ta phải xác định được cái lịch sử bất động sản đó nó tăng bao lâu rồi, và xem lại cái đầu tư công của năm nay ai là người đứng đầu bảng, và khu vực đấy nó có thực sự phát triển hạ tầng về đầu tư công không. Tất cả những cái đấy chúng ta phải xem lại, nếu xem được lịch sử giá ưu tiên của chính quyền tại khu vực đó đầu tư công và mua rẻ hơn giá thị trường, thì anh chị bất cứ thời điểm nào anh chị cũng mua được là bất động sản tốt, đặc biệt là cái pháp lý nữa. Vì vậy chúng ta hãy tìm cho mình những cái tiêu chí như định để chia sẻ đó, anh chị hãy xem lại những cái tiêu chí đấy, và có những cái gì có thể định chia sẻ chưa được thỏa đáng thì anh chị hãy nhắn tin lại, chia sẻ lại và nhắn tin riêng cho định sẽ sàn lòng chia sẻ theo những cái gì có cụ thể từng người hơn. Và đặc biệt chúc anh chị những việc tìm cho mình những cái tỉnh có khu vực đầu tư công tốt, có hạ tầng tốt.